Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với video này của mình nhé Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau học phần thứ hai trong tổng số một câu khẩu ngữ tiếng Trung thông dụng Cái video này sẽ từ từ số 101 đến 100 à, đến 200 bạn nhé thì 100 từ mà thì trong quá trình hướng dẫn thì mình sẽ cho cả cái tiếng Trung giản thể màu đỏ và tiếng Trung vồn thể màu đỏ và màu xanh cho các bạn quan sát nhé dành cho những bạn học cả giản thể và vồn thể Uh, rồi là mình sẽ đọc tiếng Việt một lần này. Mình đọc số đọc tiếng Việt sau đó là mình sẽ đọc uh, hai lần câu tiếng Trung để hey, các bạn có thể uh, lặp lại theo nhé. Mình sẽ cố gắng uh, đọc để nó lưu loát, nếu trong quá trình đọc không được lưu loát lắm thì các bạn cũng uh, thông cảm nhé. Hey, chúng ta bắt đầu nào. 101. Kia là tạp chí gì? Nà shì Na zázhì? Nà shì shénme zázhì? 102. Kia là tạp chí tiếng Anh. Na shi in wen zha zhi. Na shi in zha zhi. 103. Kia là tạp chí tiếng Anh của ai? Na shi shui da in wen zha zhi. Na shi shui in zha zhi. 104 kia là tạp chí tiếng Anh của tôi. Na shì giá trị. Nà shì năm, kia là tạp chí tiếng Anh của cô giáo tôi. Na shì wà sư giá Na Nà sư in 106 giá Một lẻ sáu. kia là sách tiếng Anh của bạn tôi. Chưa sử, của nhỏ in su. của in -su. Một bảy, buổi trưa hôm nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm? Jin thiên, trung ủ, 你们要去哪儿吃饭今天中午你们要去哪儿吃饭五月三我一直在中东屋里面吃饭。今天中午我们要去食堂吃饭。今天中午我们要去食堂吃饭。 Sứ tháng chứ phản. 109. Các bạn muốn ăn gì? Nị mấn giao chứ sớm mơ. Nị mấn giao chứ sớm mơ. 110. Chúng tôi muốn ăn 8 chiếc bánh màn thầu. Ủa mấn giao chứ ba cỡ mán thầu. Ủa mấn giao chứ ba cỡ mán thổ. Một mười một. Các bạn muốn uống gì? Nỉ yào hứa sở yào Một một hai. Chúng tôi muốn uống canh. Ủa yào hứa thang. Ủa yào Một một ba các bạn muốn uống canh gì? Nì mân yào hứa sầm mơ thang. yào hứa sầm mơ 114. Chúng tôi muốn uống canh trứng gà. Ủa mân yào hứa chi tàn thang. Ủa mân yào hứa chi tàn 115 các bạn muốn uống mấy bát canh trứng gà? Nỉ mẫn, nhỏ hơ, chí hoàn, chi tản thong. Nỉ mẫn, hơ, chí hoàn, chi tản thong. 116. Một một tôi muốn uống một bát canh trứng gà. Ủa yào hưa, y hoàn, chi tản thong. Chúng tôi bạn nhé. Chúng tôi muốn uống một bát canh trứng gà. Ủa mắn, yào hưa, y hoàn, chi tản thang. 117. Các bạn uống rượu không? Nỉ yào hưa chiều mà. Nỉ yào hưa chiều mà. 118. Chúng tôi không uống rượu. Ủa mắn, bủ hưa chiều. 我们不喝酒。một muốn uống bia. 我们要喝啤酒.我们要喝啤酒. Một chín. Chúng tôi muốn uống bia. Chúng tôi hai mươi. Những cái này là gì? Chúng sử 121. Những cái này là bánh bao, xùi cảo và mì sợi. Trừ xía sử bao giờ, giờ hờ miền bao giờ, giờ 122. Những cái kia là gì?

là của đen. Một hai bảy. Tôi là người việt nam. 我是越南人我是越南人我是越南人. Cô ta là người nước nào. 她是哪國人?她是哪國人? 129, Cô ta là người nước Mỹ. Tha sư người của rấn. Tha sư người của rấn. Một ba mươi. Các bạn đều là lưu học sinh phải không? người nước tâu sư liếu suy sân Mỹ. Tha là tâu sư liếu suy sân Một ba mốt

Chúng tôi đều học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung. Ủa mắn, tàu chạy hạ nhu trung xin xuế xí hạ nhu. Ủa mắn, tàu chạy hạ nhu trung xin xuế xí hạ 134. Tiếng Trung khó không? Hạ nhu nán mơ. Hạ nhu 135 tiếng Trung không khó lắm. Khan ngữ bố thai nán. Khan ngữ bố thai nán. 136. Chữ Hán rất khó, phát âm không khó lắm. Hàn zi hẳn nán. Phá in bố thai nán. Khan zi hẳn nán. Phá in bố thai nán. 137. Bố tôi muốn mua mô ba cân quýt. Wǒ ba bǎ yào mài sān jīn zǔ Wǒ yào sān jīn 138. Tổng cộng hết 250 tệ. Yī gòng 250 kuài qiān ủ sứ một chén. 139. Hôm nay chúng tôi đều rất mệt. Chín thiên, hẳn lệ. Chín thiên, hẳn lệ. 140. Chúng tôi đều rất vui. ủa cao xỉu h thần cao xỉ 141 ngày mai chúng tôi đến văn phòng làm việc của bạn M Minh cung sử cung sử 142 trường học của bạn ở Việt Nam phải không ni Việt Nam吗? Việt Nam吗? 143. trường học tôi ở đằng kia. .我的学校在哪?我的学校在哪?144 học ở của bạn là giáo viên tiếng Trung phải không? học của 汉语老师吗？你的女老师是汉语老师吗？một bốn lăm，cô giáo của tôi là giáo viên tiếng Anh。我的女老师是英语老师。我的女老师是英语老师。 146. Bạn biết cô giáo bạn sống ở đâu không? Nì chứ tỏ, sư, trụ dạy nở mà. Nì chứ tỏ, sư, trụ dạy nở mà. 147. Tôi không biết cô giáo tôi sống ở đâu. Wò bù chứ tỏ, wò tờ, nì lào sư, trụ dạy nở mà.

我的女老师住在那个楼？我的女老师住在那个楼？một năm mươi số 你的女老师的房间号是多少？你的女老师的房间号是多少？ 151. Số phòng của cô giáo tôi là 999. Wǒ de nǚ lǎo shí de fáng jiān hǎo shì 999. Wǒ de nǚ lǎo shí de fáng jiān hǎo shì 999. 152. Bạn biết số di động của cô giáo bạn là gì không? Là bao nhiêu không? Nǐ de

Tôi Một năm bốn, cô giáo của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nita, năm nay Một năm năm, năm nay cô giáo tôi hai mươi tuổi rồi. 我的女老师今年二十岁了。我的女老师今年二十岁了。một năm s á 班 v ă 你的女老师的办公室在哪儿？你的女老师的办公室在哪儿？

một năm chín nhà tôi ở Việt Nam. Wǒ cha trải như nán của cha nán một sáu mươi bạn sống ở đâu? Nǐ zhù ở đâu? Nǐ zhù nǎ? Nǐ zài nǎ zhù? Nǐ zhù zài nǎ? NÌ TRÙ 161. Tôi sống ở nhà của anh trai bạn. VÀ TRÙ ZÀI NÌ CƯA CƯA TÀ CHÀ. VÀ TRÙ ZÀI NÌ CƯA CƯA TÀ 162. Bạn sống ở tòa nhà này phải không? NÌ TRÙ ZÀI

anh trai tôi biết bạn của cô ta sống ở đâu. 我的哥哥知道他的朋友住在哪儿。我的哥哥知道他的朋友住在哪儿。một sáu năm Anh trai bạn có điện thoại di động không? Ni, có điện thoại di động không?

ba 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 chiếu 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 một sáu, chín. tôi rất thích số điện thoại di động của anh trai bạn 我很喜欢你的哥哥的手机号。hấn chỉ tờ cưa cửa chi họ một bảy mươi. số di động của anh trai bạn rất đẹp 你的哥哥的手机号很好看。你的哥哥的手机号很好看。một bảy m 手机 anh t 你哥哥在哪儿买这个手机号？你哥哥在哪儿？ Mày chơi gọ sổ chi họ. 172. Anh trai tôi mua ở cửa hàng bán điện thoại di động. Wò cứ gọ chạy mai sổ chi sang tiền. Mày chơi gọ sổ chi họ. Wò cứ gọ chạy mai sổ chi sang tiền. Mày chơi gọ sổ chi họ. 173 bao nhiêu tiền? tua sảo chén tua sảo chén 174. Một, một nghìn nhân dân tệ, Y nghìn rắn dân bì. Y nghìn rắn dân bì. một lăm, đắt quá một trăm nhân dân tệ thôi, thầy quê lọ. Y bài rắn dân bì thôi,

Vậy một trăm một nhân dân tệ nhé, được không? Nào, y bài lính y là miếng bi xíng không? Nào, y bài lính y là miếng xíu không? Một bảy tám. Ok, đây là số di động của bạn. Hảo ba, chứ sư, nì ầu chi họ 179 ngày mai là sinh nhật của chị gái bạn phải không Mếni chỉ chiaờ sân rửmòmếngi chỉ to sân rửò 180 ngày mai không phải là sinh nhật của chị gái tôi 明天不是我的姐姐的生日。明天不是我的姐姐的生日。明天是我的妹妹的生日。Ngày mai là của em tôi, bạn 明天是。 Ủa tờ mấy mấy tờ sáng 182. Đúng rồi, ngày mai bạn tới nhà tôi nhé. à? Mình thiên, 183. Tôi không biết nhà bạn ở đâu. 我不知道你的家在哪儿。

Chị cơ tám 186. Nhà tôi có bốn người. Họ là bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Một cha sư cơ rảnh. Họ là bố mẹ mama, mẹ và cha sư cơ rảnh. Họ Mẹ mẹ, 187 Bố bạn là bác sĩ phải không? Nhị tờ bà mọ. Nhị tờ mọ. 188 Bố tôi là bác sĩ. Bố bá bà bà một tám chín. Thế còn mẹ bạn? Nì má mà nợ. Nì má mà nợ. Một Mẹ tôi là nhân viên giao dịch. má mà. tôi mama Mẹ

Em gái bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Này tớ mẹ mẹ, chinh niên, tua tạ lạ. Này tớ mẹ mẹ, chinh niên, tua tạ lạ. 194. Em gái tôi năm nay 20 tuổi. Một tớ mẹ mẹ, chinh niên, 20 tuổi. Một tớ mẹ mẹ, chinh niên, 20 tuổi. 195. Em gái bạn học trường đại học gì? Nì ta mê mẹ, tú sầm ta xuế. mê mẹ, tú sầm ta xuế. 196. Em gái tôi học trường đại học. Hà Nội. Wà ta mê mẹ, chai hứa này ta xuế xuế xí. mê mẹ, mê, chai hứa ta xuế

Hứa này ta xuế, chảy 199. Trường Đại học Hà Nội ở Hà Nội. Hứa này ta ở hà hứa nẻ. Hứa này ta ở hà hứa nẻ. 200. Tôi xin được giới thiệu cho các bạn trước chút. Viện này là giáo sư trường tôi. Viện này là hiệu trưởng trường tôi. Ủa cái mẹ... 介绍一下，这位是我大学教授，这位是我学校校长。我先给你们介绍一下，这位是我大学教授，这位是我学校校长。德 á c 了 ạ 德嗨 thêm 100 từ uh, trong cái nghìn là một từ nhá, mình sẽ có khoảng độ 10 video. Thì uh, nếu các bạn tiếp tục ủng hộ vừa rồi mình thấy video thứ nhất á, các bạn ủng hộ so với cái lượt xem của kênh mình là nhiều, hơn phải gấp đôi đấy. Thì các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhá. À, mình hãy có thể uh, bạn có thể thì bạn hãy giới thiệu vào uh, những người uh, mà muốn học á thì kênh của mình chủ yếu là về từ vựng và ngữ pháp uh, về uh, nói chung là chủ yếu là về từ vựng và ngữ pháp thôi thì mình có nghiêng nghiêng một chút về ngữ pháp và từ vựng còn tất nhiên những cái khác thì mình vẫn có thể làm được nếu như mà có cái yêu cầu hay là cái mong muốn tìm hiểu từ các bạn thì các bạn có cái mong muốn tìm hiểu gì hay có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới nhé thì mình sẽ đọc tin nhắn đa phần tin nhắn nào mình cũng đọc một trăm tin nhắn nào mình cũng đọc gần như trả lời một trăm thì chúng ta hãy hỗ trợ nhau nhé cùng nhau học tập nhé thì chúc bạn học tốt nhé nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, hãy đăng ký kênh bật thông báo để chúng ta cùng nhau học nhé Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại nhé. Chào chị ạ.